xin thông báo và mời tất cả gia đình Phật tử đến dự buổi lễ pháp thoại của ngài Nithen Jinpoche, Tôn Đức Lạt Ma hóa thân đời thứ 9 tại chùa Pháp Quang Grand Prairie vào ngày thứ bảy và chủ nhật mùng 7 và 8 2015 vào lúc 10:30 sáng. Chị Nguyễn Mai Phương thông dịch trực tiếp từ tiếng Tây Tạng sang Việt ngữ. Chiều thứ bảy sẽ có tiệc chay chào mừng ngài Nithen Jinpoche trở lại với gia đình Phật tử Dallas và mời đến tham dự một chương trình văn nghệ đặc sắc, cuộc trình diễn áo dài do nhà thiết kế Khánh Trang phụ trách tại Space trong khu Hồng Kông, Dallas. Mọi chi tiết xin gọi số 682-521-5442. Trân trọng kính mời.